Hello mọi người, hôm nay thì mình tiếp tục báo giá thêm một ít các bảng màu cho các bạn lựa chọn nha. Những bầu cá ngày hôm nay của mình thì hy vọng sẽ phù hợp với là nhu cầu tìm kiếm của mọi người. Nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ có những bộ cá tuyển giống cũng như là có một bộ cá tầm trung cho mọi người chọn lựa. Thì các bạn ai mà muốn mua cá thì cứ việc liên hệ với mình qua số điện thoại ở đầu video góc bên trái phía trên cùng nha, hoặc là các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0383568192. Hôm nay thì cũng tương đối ít cá thôi mọi người, nhưng mà chất lượng ha, ngày hôm nay là cá mình thấy là ngon lành rồi. Mình sẽ nhận chuyển khoản phí cá trước, sau đó mình mới gửi cá cho các bạn nha. Thì trước khi gửi cá, mình sẽ soạn cá, gửi video cá cho mọi người xem trước, sau đó mình mới gửi cá cho mọi người. Thông thường buổi sáng mình sẽ soạn cá, gửi clip cá, rồi buổi chiều mình sẽ đóng cá và ship cá. Và cá tới tay mọi người thì mình đảm bảo là cá còn sống khỏe mạnh, cũng như là bộ cá mà các bạn nhận được, mình đảm bảo đúng là bộ cá mà mình đã soạn và cho mọi người xem trước đó. Đó là nguyên tắc của bên mình. Rồi, trước mắt các bạn là bộ cá bể màu HB Retro tuyển giống của mình. Thì bộ này là cá tơ nha mọi người, cá chưa tới 3 tháng tuổi đâu, xem 3 tháng tuổi thôi, còn mấy ngày nữa mới được 3 tháng tuổi ha. Nói về bộ độ bung đuôi và vây thì các bạn thấy đó, với là dòng body thì các bạn thấy đuôi vây đều rất là bung ha, body cũng rất là căng mập ú. Thì bộ này giá sẽ là 400k một cặp, và khi các bạn bắt combo 3 cặp sẽ là 1000k, và khi các bạn bắt hết 4 cặp luôn sẽ là 1200k nha mọi người. Và mình sẽ tặng thêm một máy khi các bạn bắt combo. Có một combo nhỏ hơn nữa là combo 2 cặp sẽ là 700k nha các bạn. Combo 2 cặp sẽ là 700k. Khi các bạn bắt combo thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn một máy cùng phân khúc nữa. Thì bộ này phù hợp cho mọi người đem về mọi người làm giống làm số lượng, thật sự luôn. Thì nếu các bạn đã có theo dõi kênh của mình trước đó thì mọi người sẽ thấy bộ HB Retro của mình phát triển từ lúc mà mình nuôi cho tới lúc hiện tại là đã thay đổi khá là nhiều, và mình nghĩ là bộ này cũng chưa phải là đỉnh điểm của cái quá trình nuôi cá của mình sắp tới nữa, cũng chưa phải là đỉnh điểm đâu nha mọi người. Càng ngày thì mình sẽ cố gắng làm cho bộ cá của mình càng ngày càng đẹp hơn. Vây xếp ly rất là dày luôn. Đây là bộ cá trống nha bạn, để mình xô cá mái cho mọi người xem. Đây là bộ mái của bộ HB Retro của mình, bộ mái tuyển. Ở đây thì mình có 5 mái. Các bạn thấy là cá đều vây rất là to, đuôi rất là to luôn và xếp ly, mái rất là dày. Thì có một đặc điểm mà bộ mái này khá đặc biệt là dàn mái này sẽ có mang gen sọt nha mọi người. Mang gen sọt, mình không có chủ đích mình làm bộ HB Retro sọt đâu, nhưng mà mình chủ yếu là mình thích những bộ cá hơi ngắn ngắn tí, nhìn body cho nó lực tí, với lại là đuôi vây rồi nhìn kịch cộm tí. Thành ra là mình làm càng ngày cá mình nó càng ngắn ra chứ không gì đâu mọi người, chứ không phải là mình chủ đích mình làm sọt. Các bạn về các bạn có thể là cải tiến thêm, các bạn làm sọt cũng được. Thì mình nhắc lại, bộ cá bể màu HB Retro tuyển giống bên mình giá sẽ là 400k một cặp, combo 2 cặp 700k, combo 3 cặp 1000k, và khi các bạn bắt combo 4 cặp thì sẽ là 1200k, và mình sẽ tặng một máy khi mà mọi người bắt combo. Combo 2 cặp mình cũng tặng, combo 3 cặp mình cũng tặng, và combo 4 cặp mình cũng tặng. Nói chung là bộ HB Retro ngày hôm nay là mình, riêng bản thân mình thì mình cảm thấy rất là đẹp ha, đẹp cả cá và đẹp cả giá luôn, so với cái bộ cá ngày hôm nay. Rồi, ai chê mắt thì cứ việc chê, chứ mình thấy cá đẹp và giá ngày hôm nay thì rất là đẹp rồi. Rồi ha, để mình tiếp tục mình show bộ cá tuyển giống tiếp theo cho mọi người nha. Cuối cùng mình quên
nhắc lại một tí xíu là mình sẽ nhận chuyển khoản phí cá trước, sau đó mình mới gửi cá nha mọi người. Trước khi gửi cá là mình sẽ cho mọi người xem video cá trước rồi mình mới gửi. Rồi tiếp theo giới thiệu với mọi người, đây là một bộ cá tuyển giống khác bên mình, thì là full wrap BDS vi tròn nha mọi người. Thì cá bộ này size chưa tới 3 tháng tuổi luôn. Đấy, chưa tới 3 tháng tuổi luôn, đâu đó tầm khoảng 2 tháng 20, 22 ngày gì đó. Và dàn body mình form thì các bạn thấy rất là căng, rất là mập, rất là ủ luôn. Body rất là khủng. Và dàn đuôi vây mọi người thấy đều có xếp ly nhỏ ha, đúng không? Cái việc xếp ly này ở dòng full wrap đó thì mình cũng gọi là xếp ly nha. Tiềm năng của bộ đuôi bộ vây, các bạn nhìn bộ đuôi bộ vây của cá bộ cá này thì rất là dày, xếp ly và có khả năng bung ra hơn rất là nhiều. Thì bộ này các bạn về các bạn có thể là ghép trống máy liền được để các bạn kiếm cá con rồi. Cá cũng sai gần 3 tháng rồi cho nên là đẻ được rồi. Hoặc là các bạn có thể là form tiếp để nhìn xem bộ cá lên hết cỡ sẽ như thế nào. Nói chung là càng nuôi nữa thì bộ đuôi bộ vây càng căng nữa. Dòng body mình form cỡ này thì thôi rồi, nó thật ra là càng nuôi càng căng luôn, càng nuôi càng to, tua đuôi vây càng to ra nữa. Đó. Thì bộ full wrap này giá sẽ là 70k một cặp và combo 3 cặp sẽ là 200k. Và mình ship đơn từ 200k trở lên. Nếu mà chỉ bắt full wrap không thì các bạn bắt một lần 3 cặp giúp mình nha. Bắt một lần ít nhất 3 cặp full wrap giúp mình. Nếu mà bắt full wrap không, còn nếu mà muốn bắt full wrap chung với là một dòng nào khác thì cũng vẫn được, không sao hết. Miễn đơn cá từ 200k trở lên là mình ship được rồi. Đó, không nhất thiết là các bạn bắt một dòng phải trên 200k đâu. Mọi người có thể là trẻ ra mọi người bắt sao cho đủ khả năng của mọi người là được. Dòng body nè các bạn thấy không? Rất là to ha. Nói chung những dòng đuôi to vây to, nuôi đuôi vây á mọi người, nhất là BDS á, thì body càng to thì cái khả năng bung đuôi bung vây càng nhiều. Cái tiềm năng để nuôi bung đuôi bung vây ra càng nhiều. Đó. Tại sao mà mình hay chia sẻ với mọi người cái chuyện mà nuôi cá bảy màu BDS Hắc Muôn hoặc là BDS Big Tail rồi đó, thì mọi người phải form cá body cho ngon. Lý do là vậy, body cá càng to thì cái khả năng bung đuôi bung vây càng về sau sẽ càng lớn, đuôi vây sẽ bung ra càng ngày càng lớn, lớn tới mức mà cá không gánh nổi được thì thôi. Body càng to thì đuôi vây sẽ càng lớn vậy thôi. Nói giờ nói chứ cũng tùy gen nha mọi người, có nhiều bộ gen body rất là to và đuôi vây thì cũng không to lắm, cũng tùy gen. Nhưng mà bộ full wrap này của mình đó thì mình đã nuôi cách đây cũng lâu rồi, nhưng mà tại ít lên cá lắm. Mình nuôi cũng có khoảng thời gian mình bị thất bại, nay mới là bắt đầu có cá lại. Dàn vây cao ha, vây này thì chắc chắn sẽ rất là to, đuôi này cũng vậy luôn. Rồi để tiếp theo mình lên cá mái cho mọi người tham khảo nha. Rồi đây là bộ cá bảy màu full wrap mái của mình nha mọi người. Quên hồi nãy mình quên nhắc với mọi người là khi các bạn bắt hai combo như vậy mình sẽ tặng thêm một mái cùng phân khúc ha. Thì dàn mái này các bạn thấy dàn vây lưng rất là đỏ luôn đó, vây lưng đỏ chứng tỏ là cái gen màu đỏ khá là tốt. Thêm một phần nữa là các bạn thấy là cái phần mà cái đường lưng với lại cái đường bụng của cái từ cái gốc vây lưng tới gốc đuôi không, đỏ hết luôn kìa mọi người thấy không. Bài này bản màu cũng rất là tốt, về bản form cũng rất là tốt, phù hợp cho mọi người đem về mọi người làm giống làm số lượng. Đó. Đây là bộ máy full wrap. Thì mình nhắc lại, bộ cá bảy màu full wrap tuyển giống bên mình giá sẽ là 70k một cặp, combo 3 cặp 200k. Và khi các bạn bắt hai combo mình sẽ tặng thêm một máy. Và mình nhận chuyển khoản phí cá trước, sau đó mình mới
gửi cá cho mọi người. Thì trước khi gửi cá thì mình sẽ soạn cá cho bạn xem clip cá trước ha. Và các bạn ai mà muốn bắt bộ phun rát này về làm giống thì mọi người có việc liên hệ với mình qua số điện thoại đầu video góc bên trái phía trên cùng ha, hoặc là liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 038 3568 192. Rồi, tiếp theo để mình lên bộ cá cuối cùng cho mọi người tham khảo luôn nha. Thì hai bộ cá tuyển giống, bộ cá cuối cùng này thì là một bộ cá tầm trung nhưng mà hơi lem lên tới tầm cao, có thể nói là nằm lưng lửng á, cũng rất là ngon luôn. Rồi, đây là một bộ cá cuối cùng trong nội dung ngày hôm nay nha các bạn. Thì ở đây thì mình gồm có 3 trống và 4 mái. Nói chung thì mình báo giá nhanh luôn cho bộ này sẽ là 500k cho 3 trống và 4 mái nha các bạn. Các bạn thấy về màu sắc, về form thì bộ này là phẩm chất giống luôn nha, nhưng mà dạng trống body hơi nhỏ một tí cho nên là mình mới hạ bậc. Nó hạ bậc rồi báo giá mềm như vậy là cũng rất là ngon rồi. Cho mọi người đem về mọi người làm giống, mọi người kiếm cá con rồi. Bảng màu này rất là đậm ha. Vàng tia đuôi đều cũng khá là đều á. Khá là đều. Nếu mà tia đuôi mà đều hơn chút nữa thì sẽ là bộ ngon nhất bên mình rồi. Thì bộ này thường thường mình sẽ cái giá trị thường thường mình sẽ báo giá tầm khoảng từ 250k cho tới 300k một cặp tùy đó. Nhưng hôm nay thì bộ này vàng body hơi kém một tí cho nên là mình hạ bậc hết như loại cá là tổng cộng là có 3 trống 4 máy trong đây luôn sẽ là 500k. Đó, mọi người có thể là bắt bộ này về mọi người làm thêm, mọi người lên cá con, mọi người form body đồ lên vẫn là rất là ngon lành. Nói chung thì hô phẩm chất cá giống thì mọi người biết giá trị chẳng những nằm ở độ đẹp của cá hiện tại mà cũng nằm ở bộ gen của cá, chứ không phải là giá là một bộ cá đẹp không thì giá trị như đó không mọi người. Hô lại là cá giống rồi thì còn xét theo cái tỷ lệ đời con, cá con ra đẹp giống bố mẹ bao nhiêu và đẹp có khả năng đẹp hơn bố mẹ không nữa. Cái này là mình chia sẻ hơi ngoài lề chút xíu thật sự, tại vì có những bộ cá cũng như HP Retro Ivory này bên mình thì mình sẽ phân ra nhiều khúc nhiều phân loại khác nhau, cá chung một bầy, nhưng mà mình sẽ có cá đẹp nhất, cá đẹp nhì, cá đẹp ba chẳng hạn. Thì cái bộ đẹp nhì và đẹp ba, ngoài cái việc mà theo căn cứ theo cái hình thể cái độ đẹp của cá mà định giá trị, ngoài ra thì mình vẫn còn phải căn cứ vô cái bộ gen của bộ cá đó nữa, xem tỷ lệ đời con ra có xuất hiện những bé cá đẹp hơn bố mẹ hay không. Đó, giá trị là nằm ở chỗ đó. Tại vì khi mà đưa bộ gen ra rồi là mọi người có thể là từ bộ gen mà các bạn có thể là làm cá đẹp như mình hoặc là hơn mình thật sự luôn ha. Tại vì cá gen là vậy rồi, thì đẻ con ra thì cũng lẩn quẩn đâu đó thôi chứ không có đi xa được mọi người. Ha, hơi ngoài lề chút xíu. Rồi, bộ Ivory này bên mình gồm có 3 trống 4 mái, hết hồ này luôn là sẽ là 500k ha. Form chuẩn BD thăm môn cho các bạn, và vàng kia vàng quay đều rất là đã, thậm chí là có bé này tay bơi, mấy bé này tay bơi đều rất là ngon luôn, tay bơi cũng tương đối là to đó. Nuôi cá bê đơ thăm mùi mình phái những bé tay bơi to như vậy nè mọi người, nhìn đã. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ nãy tới giờ, bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Thì bạn nào muốn mua cá thì có việc liên hệ với mình qua số điện thoại đầu video góc bên trái phía trên cùng ha.